Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đời rồi, con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con gặp con đứng thì xa. Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo, cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má. Mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Thế hả? Vậy hả? Ba thương quá vậy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. À, con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi. Nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con tin con 28 rồi. À, trời, tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ. Về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Cường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm đó chú. Ông em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Ông bán dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Anh vậy không đúng rồi. Không đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng rồi. Thôi vậy nó tự nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. À. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. À, trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Ừ. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ờ, con nhà con ở đâu? Dạ, nhà con dưới Đồng Nai. À. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook á là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi hả? Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. À là lúc tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy 1 năm ạ. Trời vậy đó hả? 1 năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó, thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng không có xác định là quen để cưới. Mới mà xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi, vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò, ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á, hồi còn trẻ mà trẻ trâu, hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp, thấy gái đẹp là vô tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đúng đời rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa, con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con giờ... Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng thì ra cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu. Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới gọi, mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Ưng. Ưng nhưng mà về nhà với nhắn tin ạ. Ưng rồi mới về. Sao ông không tới nói chuyện luôn? Lúc dạ. Đó là chưa chuẩn bị. Mà cỡ. Về mới lên kế hoạch. Chiến lược, rồi chiến sao thuật. Nè đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con. Thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi. Nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á. Con cứ hay nhặt mèo về nuôi á. Rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa, rồi chích thuốc, đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình. Chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó.
Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. À lụm không? Mèo lụm không? Mèo. À, hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con nói chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì lại ra là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác, ông tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mà, sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé nó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á, kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai cũng về thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi sao mà em chị hay quá vậy? Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện ha. Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? Rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ đồ. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Và yêu mấy năm thì làm đám cưới? 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử, thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á. Dạ. Thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi mười mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi, tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xăm dạo á? Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu là nó đi xăm dạo. Mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy, nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu em cái từ xăm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ dạ. Làm dạo nó kiếm tiền mà, kiếm tiền đàng hoàng mà. Tại vì lúc đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo, cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang hơn. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi tới đây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang luôn á. Hai vợ chồng đi xe máy. Dạ. Con đi xuống tới đó. Ý rồi cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có. Có đang ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á. Với lại có tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui mà đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm mà ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500.000 một cái môi thôi. Là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ mà đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ, chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá môi của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền.
Vậy hả? Dạ, tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À, có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ, không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều show, xăm chạy show mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có, lúc nào cũng mà, phải. Ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được. Rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc. Có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ, hồi xưa hồi lúc mới ra nghề hư không chú. Bị xăm màu của ai đó. Trời, hư nên là sao? Chỉ cần cái người đó nói là môi chị bị xăm màu là tới làm lại. Không lấy đó, tiền nên đâu. Nên là con mới biết ơn những người đó. Tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau? Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt đó, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con có thử được chồng biết rồi. Bắt sửa. Chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ. Sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi ổng... luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Nuôi heo. Rồi đi chợ đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới. Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm, nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới, tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc. Vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chú. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới nói sao? Đi. Mặt là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới không có lãng mạn rồi. Không có. Dạ không có gì hết, ông này không có lãng mạn gì đâu. Còn không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy? Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh là chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích. Đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo. Là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm. 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm là tụi con. Tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ lấy nhau là... qua cái phần kia đi, phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói trước. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Họ không? Dạ thầy. Có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game luôn. Không? Dạ không luôn. Không thích game vậy luôn. Không thương có bị rửa cực luôn. Kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải đi rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiêu tật xấu dồn vô vợ hết rồi. Rồi có hà bây giờ nè, có hà tiện không? Có hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là mua cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đến là nhờ ông ấy. Là từ cái lúc mà con ăn bầu rồi con đi săn là ông khóc sướt mướt luôn.
Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu với là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa xong vô thuốc kích đẻ thôi là ông đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao nó khóc. Con được chứng kiến vợ con sinh á. Trời, con còn sợ lắm. Thương lắm luôn ạ. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó thì trong cái thời gian vợ mang bầu á là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngén á. Dạ đúng rồi, chồng con ngén 9 tháng 10 ngày. Mà nói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó chị Mộ. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con ngén dùm vợ con hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đâu. Ôi, con đi khám mà. Người tật là bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc ngén thay vợ rồi. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình ngán giùm là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh năng y gì đó. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Ói gì 4-5 lần à. Cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Con có khóc không? Đó. Con đó, chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo làm... con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng? Con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái múi giờ. Cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì tối là con phải chấm bài nữa. Rồi sao nữa? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. À, sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà mua vợ. Mua sắm online đó phải không? Ừ. Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ khó nhiều. Như kiểu mấy bé nhân viên còn dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Bà ghiền đúng rồi. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không. Nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con dạ có. Chắn luôn. Là mua lộn. Thôi nhưng mà đó là cái tật xấu đó. Nhưng mà con xài tiền chồng con, chứ tiền con thì con để dành. Đó, thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là tật xấu rồi đó. Rồi sao còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ, vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. Lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thương đó. Nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con, cũng mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng á, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để ý sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau là hoàn hảo đó. Và rất hợp nhau. Xin chúc mừng. Con cảm ơn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng ấy, trông BD, trông trắng ấy, trông BD. Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái mà. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt. Mọi người mới chơi cái trò nói thật. Thì mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Là Ki bảo Ki có. Là đúng lúc say thì hỏi. Dạ gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai đứa. Chào hai đứa cứ ngồi nghe. Em là em nhận ra rồi đó. Hai bạn này là chị một cũng nhận ra rồi ca đó. Sĩ rất là nổi tiếng. Lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Mai Anh. Con bây giờ là 29 tuổi. Nghề nghiệp của con, nghề chính thì là làm mẹ. Còn nghề phụ thì là vợ của ca sĩ ạ. Đó. Dạ đầu tiên thì cho phép Cheki cũng như là con xin được gửi tới cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Trước tiên thì Cheki là một ca sĩ, hiện tại bây giờ đang làm ca sĩ tự do ạ.
Con cũng như vợ con là hiện tại bây giờ cũng 29 tuổi ạ. Mới 29 xuân rồi ạ. À vậy hả? Trời ơi, cô rất là muốn con tặng cho cô, chú Thuận cũng như là tất cả các bạn ở đây một cái bài hit của con đi. Bài Đừng Như Thói Quen. Ui, không biết luôn ạ. Trời, biết sao không? Dạ chắc là con xin phép được hát một cái điệp khúc ạ. Đúng rồi, rồi, đúng rồi. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Hay quá. Tôi nhớ con thời á, chú đi game show đó, nó có một câu á, dành tất cả thanh xuân để chơi game show. đây là một bản hit mà đã đạt được triệu, hình triệu như view là đó. Cả trăm triệu view. Dạ. Đúng không? Trên YouTube. Dạ. Đây là một ca khúc rất là thành công. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại thời gian đi. Đúng rồi. Quay trở ngược lại thời gian. Thời gian. Không biết rằng là các bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Cái lần đầu tiên gặp nhau của bọn con thì nó cũng hơi buồn cười một xíu. Lần đầu tiên con cũng chia sẻ này với mọi người, chưa kể cái này bao giờ. Cái hồi đấy là bọn con chơi chung một hội bạn, nhưng mà là hai nhóm riêng, hai tốp riêng. Thì là cái tốp này đi chơi trước, thì là mọi người mới bảo là con cũng lâu quá, con chưa có người yêu. Mà Kỳ cũng lâu quá rồi, cũng chưa có người yêu. Thế là hai đứa thì đều cô đơn. Thế là bạn con mới bảo là hai đứa này có tính cách khá giống nhau, thì hay là thích xem thời sự, hay là giới thiệu chúng nó cho nhau để chúng nó xem thời sự với nhau. Thế là bạn con mới bảo là bây giờ sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nó gặp nhau. Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không, đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế, con bị đưa vào thế. Đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Nhưng mà trước đó là con đã nghe bài của bạn chưa? Con đã biết bạn... Tức là con cũng có biết bạn là ca sĩ chứ con cũng không có ấn tượng gì lắm. Con có bạn con đi quay chương trình game show với cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng ấy, trông BD, trông trắng ấy, trông BD. Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không, bạn hình như cũng yêu con gái mà. Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Thế còn Jay thì sao nào? Lúc đầu khi mà con gặp mà bạn này thì bạn ngồi trong góc, bạn không nói gì hết, bạn cứ nhìn. Xong đến cái khi mà bọn con ngồi nói chuyện, sau khi mà chặt gà xong ngồi xuống nói chuyện, ăn uống với nhau, có uống vài chén, thì lúc đấy bắt đầu bạn nói chuyện. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện của bạn nói thì tất cả mọi người đấy đều không ai hiểu cả. Bởi vì là bạn nói rất là chậm. Đến cái khi mà bạn nói xong thì ở đấy cũng mỗi mình con hiểu thôi. Vậy nên là xong rồi, tất cả mọi người bảo là chắc hai đứa này nó sinh ra dành cho nhau. Sau hôm đấy thì bọn con cũng bình thường thôi à. Bọn con cũng có đi chơi chung với một hội bạn rất nhiều ngày nữa, vài tháng thì là có sinh nhật con. Đến sinh nhật con thì là con mới được bạn thân của bạn này nói chuyện, chạy qua nói chuyện con là chị ơi, nói chung là anh Ki thì kiểu cũng hay buồn lắm, ở nhà kiểu hay thơ thẩn, hay ngủ đêm thức ấy ạ, để kiểu sáng tác hay làm gì thì con cũng không biết, mà ý là thời gian rất là lẫn lộn, mà ăn uống thì lung tung. Có thương cho cái hoàn cảnh của cô Ki. Kiểu ý là thấy là bạn này kiểu bị cô đơn quá ấy. Thế là nhờ con là kiểu nói chuyện, giao tiếp với Ki nhiều hơn để nhỡ chẳng may mà có hợp nhau. Thì là sau hôm đấy thì con cũng biết thế thôi. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt. Mọi người mới chơi cái trò nói thật, mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Là Ki bảo Ki có. Đúng lúc say thì hỏi. Nhưng mà say là người ta nói thật nha. Những người khi say là thường nói thật. Rồi đến khi nào thì mới có những cái buổi hẹn hò thân mật với nhau? Sau một vài lần khi mà bạn thấy thương cho cái tình trạng của con quá, thì bạn bắt đầu nấu cơm gửi sang, bởi vì là bạn thấy là suốt ngày đi ăn ở dưới, mua đồ ăn sẵn về ăn. Sau một thời gian thì bọn con hẹn nhau đi xem phim. Lúc đấy thì sau bắt đầu con cũng có ngỏ lời là cho mình tìm hiểu bạn.
Thế rồi có bạn có nhận lời liền không? Không, không. Thế á? Thế con bị mất bao nhiêu lần thì bạn mới đồng ý? Một lần đấy thì rất là lâu luôn đấy. Cũng là vài tháng đấy ạ. Hình như là tầm khoảng 5 tháng hay sao, 5-6 tháng rồi. Dài hả nha. Xong rồi đến lúc đấy là con có được mời đi một cái game show về tình cảm. Hẹn hò. Con thấy im lâu quá rồi thì là con đi thôi. Thì sau thì tự nhiên bài xuất hiện. Bọn con cũng có hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà trước khi mà quen bạn ấy là con giống như là bị mất niềm tin tình yêu ấy ạ. 3 năm trời con không quen ai cả. Ngày xưa con có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng luôn. Không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi. Mà tại sao con lại thay đổi cái suy nghĩ của mình? Có phải là do là con bị bạn này chinh phục không? Dạ không ạ. Thì tức là con suy nghĩ khá là nhiều. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy thì con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng, thì là mình sẽ tự cho mình một cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy, bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy, thì lúc đó cái cảm xúc con sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đây. Nhưng mà vui không con? Có ạ. Vui hồi hộp đúng không? Thật ra lúc đấy con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây? Hay là vì mình? Ngay từ khi mà con nhìn thấy, con quay lại con nhìn thấy thì con thấy là phải lên thôi. Phải lên để nó tỏ tình thôi chứ không để cho bạn chọn ai khác. Và khi tỏ tình trước tất cả mọi người thì lúc đó làm sao? Thật ra là lúc đấy con cũng là một người kiểu cũng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Nên là con biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Đấy là cái khi mà con lên như đấy nói bạn thì xung quanh đấy không có ai hết. Chỉ có mình con và bạn thôi. Khi mà con đã xác định là con sẽ tham gia cái chương trình đấy thì là con sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình trước là mình sẽ nói gì, mình sẽ như thế nào, xong rồi lên đến nơi thì con cũng quên. Nói chung con cũng hơi xúc động ấy ạ. Nhưng mà sau đó là có trao nhau một nụ hôn không? Lúc mà cắt máy rồi thì lúc sau bọn con ôm nhau ở trong cánh gà. Sau cũng có thơm lên trán bạn. Thơm lên trán thôi. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của tụi con là ở đâu? Nụ hôn chính thức của hai người yêu nhau á. Còn nhớ nhất cái cảm xúc cái lúc mà hai đứa chạm môi nhau ở trong rạp chiếu phim. Cái lúc đấy là kiểu cảm giác kiểu hai đứa đang kiểu mân mê để được chạm vào tay nhau một tí thôi á. Xong rồi tự nhiên quay sang cái thì bạn ấy cũng quay sang, thế sao ấy con luôn mạnh dạn luôn. Nhưng mà lúc đấy là chưa chính thức quen nhau ạ, lúc đấy là bạn vẫn thích con thôi ạ. Nhưng mà gia đình hai bên có ủng hộ không? Dạ gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ, cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Rồi sau đó là bao lâu mới cưới? Sau đó thì cũng khoảng vài tháng ạ thì là bọn con cưới nhau. Là bây giờ đã có một em bé rồi. Vâng ạ. Con có một em ôi, bé rồi. Mới đây thôi à. Còn chưa được tổ chức đám cưới nữa. Vâng ạ. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng, lúc đấy là do dịch cho nên bọn con cũng chưa tổ chức được. Bạn còn trẻ quá, quen nhau nói chung cũng mới thôi chứ cũng không lâu. Nhưng mà không biết là về ở với nhau rồi thì có nhiều tật xấu nó lòi ra không con? Nhiều chứ ạ. Đứa nào kể trước đây? Nhất là con. Con không cần tự thú trước bình minh, tự động sẽ có người khui ra. Kể đi Mai. Bữa nay cho fan có khi biết luôn. Nói chung là chồng con thì trước khi mà quen nhau thì là con gọi một cái là kia sẽ lên đường luôn, đi ra ngoài búc xe ngay lập tức. Còn bây giờ thì con mà bạn đi ra ngoài thì chồng con sẽ phải chuẩn bị quần áo này, giày dép này, phụ kiện, mũ trang các kiểu. Nói chung là rất là lâu, khoảng tầm nửa tiếng, còn lâu hơn ở con nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nói với con một câu là em cứ vào chuẩn bị đi, anh xong rồi. Đấy, nhưng mà xong rồi con vẫn phải chờ 30 phút nữa. Tức là chồng con thì sợ là đi ra ngoài là phải giữ hình ảnh. Cho đúng nên rồi, là chồng con rồi. Luôn luôn là rất là kỹ lưỡng. Thôi cái đó cho phép, cái vâng. đó Nhưng mà ý con là lúc mà con bảo chuẩn bị thì không chuẩn bị, mà con chuẩn bị xong rồi thì mới bắt đầu ấy ạ. Thì đó là đời đó. Nhưng mà đi ra ngoài thì chỉnh chu, nhưng mà ở trong nhà thì sao? Ở trong nhà thì lôi thôi như nhau ạ. Lôi thôi như nhau ạ. Hai đứa con đều lôi thôi ạ. Không, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì để xả mà. Không phải ca sĩ mà xả đó con. Chứ bây giờ đóng thùng đóng hộp nhiều quá mệt lắm. Thế ra ở nhà là sướng nhất. Ở nhà là cứ xả ra. Vâng, hôm nay nhìn con như này thôi chứ ở nhà con cũng đồ bù tóc rối lắm. Con cũng chỉ có thời gian dành cho con là hết ngày rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Có hay cáu không?
Có ạ, nói chung là thỉnh thoảng sẽ bị kiểu hơi khó tính ấy ạ. Hơi cáu gắt ấy ạ. Mà cáu gắt với ai? Cáu gắt là vì bọn con là sinh con xong rồi không có nhiều thời gian dành cho bản thân này, không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho nên là bị hơi stress, hơi kiểu khó chịu với người kia một tí. Thì sau nói chung là bọn con sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ngay lập tức, sẽ nói chuyện với nhau là tại sao lại như vậy. Nó hay cáu hơn so với cái lúc mà đang chưa quen con. Nhau Vâng. Thế con ơi, vâng. Stress lắm, nuôi một đứa con không đơn giản. Vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ có mong muốn khi thay đổi điều gì không Mai? Dạ, thật ra là không ạ. Tại vì là bọn con chấp nhận tất cả những cái điều đấy, cho nên là con với Kỳ thì không mong muốn là người kia phải thay đổi gì cả. Con chỉ muốn là ý là cái đấy nó bớt đi một chút thôi. Không biết anh Kỳ này anh có lãng mạn không ta? Chồng con thì không phải là một người kiểu quá lãng mạn, nhưng mà chồng con sẽ không lãng mạn bằng hành động, chồng con sẽ lãng mạn bằng lời nói. Đến một cái ngày kỷ niệm hoặc là một cái ngày lễ gì đấy mà chồng con mà không mua quà hay là không biết con thích gì thì chồng con sẽ nói chuyện với con hoặc là nói những cái lời yêu thương cũng ổn ạ. Ổn. Nói chung là tùy người, có người thì nói, có người thì hành động. Vâng. Nhưng mà thực ra khi mà đã là vợ chồng rồi á thì nói mình thấy vẫn thích. Tại con cảm thấy là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự kết nối với nhau. Và đấy, nhất là cái khi mà nói chuyện được với nhau thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đôi khi nói chuyện theo kiểu đúng nghĩa là bạn bè chí cốt nữa thì lại càng sướng nữa. Rồi bây giờ tới khi đó. Cô ấy như thế nào? Nói chung là sau cái quãng thời gian sinh xong thì vợ con bắt đầu cũng hơi càu nhàu. Thi thoảng hay càu nhàu chuyện linh tinh ấy, kiểu là bị khó chịu trong người ấy. Lúc đấy đầu cũng đang bị bốc hỏa cho nên là suy nghĩ sẽ không được thoáng, không được thoải mái nên là cũng rất dễ cáu. Nhưng mà mỗi lần càu nhàu như vậy có khiến con cảm thấy khó chịu không? Tất nhiên là lúc đấy con sẽ khó chịu. Và con phản ứng là như thế nào? Thường thì là con sẽ nói ngay lập tức luôn lúc đấy bởi vì bọn con không có cái khái niệm là sẽ mỗi đứa là đi vào một góc, mà là từ trước giờ có vấn đề gì là sẽ nói ngay lập tức lúc đấy để giải quyết ngay lúc đấy, thì nó sẽ không có những vấn đề tồn đọng. Thì mối quan hệ nó sẽ luôn luôn thoải mái. Ok, quá hay. Con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Chắc là cái điều mà con mong muốn nhất là bớt càu nhàu đi thôi, nhưng mà cái đấy phải cần thời gian. Tại là bây giờ cũng đang nhưng mà tự dưng càu nhàu nó phải có lửa mới có khói. Nói chung là nhiều lúc con tự cảm thấy ngứa mắt thì con cũng càu nhàu. Con không nói sai đâu. Ví dụ như là để không đúng chỗ cái này cái kia thì con cũng kiểu cảm thấy khó chịu ấy, tự nhiên con cảm thấy trong người khó chịu thì con càu nhàu thôi. Mắt nói phải nói. Vâng. Xong rồi nhưng mà chẳng may mà cái lúc đấy mà chồng con mà cũng khó chịu là chồng con với con là cãi nhau luôn. Cô nói con nghe, thường phụ nữ á, lúc mà sau sinh á, là khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm đổ lại là cơ thể chưa có lấy lại được vóc dáng, cho nên nhiều khi mới hay có cái chuyện càu nhàu hay là hay có những cái chuyện mà khó chịu hoặc là tủi thân khóc lóc. Chứ còn con là dáng của con á, là chuẩn của một người chưa bao giờ sinh luôn. Nhưng mà đôi khi vẫn bị stress xong rồi tự buồn, nhìn gương tự buồn bởi vì là bị gầy quá. Nói chung con cũng bị stress là vì con bị tụt cân ấy ạ. Vâng. Tức là khi mà lên bàn đẻ là con 49 cân. Mà cái thời gian vừa rồi không có ai giúp đỡ thì con còn 40 cân. Trời ơi. Vâng. Xong rồi bây giờ thì con lên lại được khoảng tầm 42, 43 cân. Thôi cố gắng lấy lại ạ. Lấy lại phong độ khoảng 45, 46. Đúng rồi, chị là đẹp 45 nhất. Thôi, 45 thôi con. Tức là nếu như mà gầy quá thì con cảm giác là con bị yếu ấy ạ. Con không có sức để làm gì cả. Đúng rồi. Nhiều lúc con đứng ở trước gương mà con kiểu hơi sợ. Bởi vì là con nhìn thấy hai chân con bé quá, con không dám soi gương luôn. Xong rồi cứ ai mà nói đến chuyện là kiểu con không chịu ăn hay là con kiểu giảm cân thế này thế kia, con bị tủi thân ấy, con khóc luôn. Vâng. Con đừng có suy nghĩ về cái việc mà con bị ốm nữa, con bị gầy nữa. Cảm ơn hai vợ chồng Kỳ và Mai Anh đã đến với chương trình. Dạ vâng ạ. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Sau vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm rồi. Cảm giảm hay quá lắm. Trông ngay thôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời hai em. Wow, trên sân khấu hôm nay là con nói nghe, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó.
mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp đó, cái chị. Chưa, đều là mắt gà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh chị. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đó. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung. Tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À, nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao, thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá, cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng chơi, biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Thì là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Thế là sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thế coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Lúc thế, còn lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ, đấy chị là gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu. Nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn thì hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng. Chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó. Vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế.
thì cũng muốn là anh ấy còn đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng, hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bố khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy, tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm hả chung? Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé quá. Nhung nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giời. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thực ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Hành nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên không được cái chứ? Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Lắm chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau, chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Thì em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem. Đến cái rồi. Phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích. Các anh cũng thích chứ làm gì có mình các Chung chị thích không Chung? Em không. Em không. Anh không hề thích luôn. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm, thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể ra thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Thế nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết
kiềm chế những cái được cân trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Sau đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Tao thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông hay thôi mà hay quá lắm. Quá đẹp hả? Vâng. Mà nhiều khi không biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game. Mặc định luôn, mặc định cứ cầm luôn. Máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá cầm ràm nè. Hay quát cả chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy. Hay quát, nhưng mà thôi đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi dắt con đi vào trong phòng trốn đi. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu mà thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài. Nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc công kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng cả con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Đấy, bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ, còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa ấy, thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á. Nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng. Hạnh phúc. Và cái công ty là công ty phải phát triển hơn nữa. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Con mất úp con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con. Dạ. Đi không, cái kiểu nó anh đi ăn với bạn rồi, cái trời ơi, con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua, cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu. Nhắn cầu thôi, để con 15 ngày còn lại trong 1 tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Trời ơi, lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà có khóc không? Con hả? Cũng mới đầu con cười, cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười, mất cỡ, không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn lớn luôn. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe. Đó, em cầu được ước thấy đó. Rồi, xin chào. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái. Con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc. Cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng. Dạ, hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. Mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ.
Con là Thái, người Thái trắng. Dạ, Thái trắng, chính xác ạ. Thái trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém mé Thái Lan. Đó, đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. 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 Con là ở Sóc Trăng là người Hoa. Người Hoa nhưng mà ông bên nội con là người Hoa nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa xa. Hoa như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Thôi bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, no, người mẫu. Mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng. Đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bằng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Mắc cười lắm. Hua Hoa không Hoa mà Hường không Hường mà Hương không Hua. Hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy cái ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, là kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con cũng không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi, sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây ở dưới thì không thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con thích đi. Nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Ông nhảy vô. Ông nhắn tin riêng, ông nói là trời, ra đi anh rước. Cái trời mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ông nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à. Nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi hồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu là bị cục hứng đó phải mua. Con mất úp, con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn này, cái trời ơi, con nóng liền. Cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu vậy thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cáp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Bên đèn đỏ bên kia là giả bộ đúng không? Đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin, cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ bốc xe về khách sạn thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà. Chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô bar vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi. Tăng 4 gì luôn xong rồi về khách sạn. Đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say quá say luôn. Mà cái lên giạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giạc. Có tiền ảnh nằm dưới đất mình nên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi ạ. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nó hồi danh lên nè. Các con vỗ cái dẹt, con nó lên nằm gần với em nè. Con nó lên nằm gần với em nè. Thời tới Lên luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi. Tháng bay 4 lần á. Bay, con bay ra hay anh bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô rồi. Làm thì giúp khoảng mình một tuần tầm... vào là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con tiếp tục công ngày việc. Kiểu... Rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5 6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà Hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn có công việc là bay nhưng vô mà trong quay... đây là có một ví dụ như khoảng công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng máy bay thì đó. Cứ điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là
Mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không có làm ăn gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Ừ đó, thì hai đứa làm ăn nội chứ biết sao. Khi hai đứa yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi hay sao á, cái nói anh vô ở đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này, rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm, bị stress luôn, bị stress đúng không? Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn, không ăn cơm chung. Năm ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà, ở nhà không mà lại là sống với bạn gái nữa. Dạ, xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà tự dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động ông cũng khóc nữa. Hay khóc. Dụ vậy nói em nghe cái nói là không có gì đâu, rồi con thấy thước thấy người ta đi chơi rồi, hoặc ly diễn này, nói trời anh vô đây là anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm 10 năm nữa thì anh cũng nghĩ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa ban đêm ban hôm nữa. Con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô anh đi chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen, từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó. Khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy chứ khóc đúng không. Cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại. Thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi, mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu. Mọi thứ bắt đầu lại. Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về nó đây với em. Xác định tư tưởng luôn. Tư tưởng luôn. Chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực. Khóc là mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được mình hiểu đi, cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch, tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9, thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh, nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nó đẻ đi đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mất khánh nữa. Dạ. Đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nói là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ nguy hiểm, đủ thứ mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha, 4:20 gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị. 4:10 kêu cơm ăn, con thì không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà ổng mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Mà con phải đi tắm cái nữa. Nói con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi, con chuẩn bị tâm lý đi về mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm cái anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát, không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng. Bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó con cũng nghe, nó là con không biết ổng biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên, chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ mà giờ này chồng tắm, thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ đi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng, và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới trời ơi, làm đang mình đang tịnh gây mê tị sống thì con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị Hu á, anh Thái á, bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sanh thường thì cho vô, sanh mổ nó không thể nào. Đúng nhưng rồi. Mà bà chị nói là trời ơi tới nãy ảnh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì, mà mới đầu là bác sĩ quạo rồi, bác sĩ bỏ cái màn cây kem kéo xuống đi rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu
em rồi. Sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời trời làm thế ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà nó khóc luôn. Con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, nói làm chuyện mất cười mất cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy ừ, tự nhiên lớn lớn luôn. Cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Ờ, cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động luôn. Đó rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng là tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vào phòng mổ. Hối hận sợ lắm, sợ là không gặp được vợ, nhớ vợ có bị làm sao để vô phòng một cái, ai đâu vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ. Tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa, lạnh lắm, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao còng kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó đó. Rồi mọi thứ không sợ thấy không thương. Cái cảm giác sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Bắt đầu gặp vợ cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc lắm hoài. Nói lắm lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi bây giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình vợ ông Son này nhiều mà đúng không? Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. À, đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, cứ gọi con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. Rồi xàm tối ngày cái miệng họ nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn nó sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc quạo wow, liền cọc. Con dãy liền. Đó lại mất vui luôn. Tự khơi khơi rồi tự quạo hay, đúng rồi. Hỏi nè à, đó quen nhiêu người anh. À, cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái họ nói hồi cái có làm gì không. Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu. Làm nhiêu lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo như quay vô vách ngủ liền. Con nói á, đó, mới bị lớn mà, vậy quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa, con cũng làm không cho nói ra. Là cũng quạo. Không nói cũng quạo. Là cái đó là tật xấu. Nói quạo. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Rồi sao rồi giờ con mong hỏi gì nữa nào? Đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thức cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm thì 7 giờ ổng thức thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước rồi ổng lấy gối của con, mền của con để qua nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó. Rồi ông cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường. Nó hồi hôm em làm mệt, trả lời khách 2-3 giờ cho em ngủ một chút đó đi. Phải bắt mình thức xong liền là đi căng cái ga giường. Căng thẳng thơm nha. Cộng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói. Cộng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc gất cái giò dưới đất cũng lượm lên. Thậm chí phân thằng lằn cũng bóc nữa nha cô. Kỹ mà con hứa. Trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi. Em cũng ẩu mà không nha. Lúc mà, nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc dặn con nè. Nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn. Đôi dép mang ai cũng được mang vô đâu nha. Mấy dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn á. Không mà dặn con không có cho con nói đâu nha. Nhưng mà con tức hoài mà tới đứa cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó, chỗ đó vậy đó mặn hồi nữa. Ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười đó mẹ nó. Trời đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua
các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không, bí mật cho nhau đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà. Là à, có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, biết. Ra dối tận hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này, lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì? Hồi đó giờ cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết. Cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh. Ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng không phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, vậy nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh. Không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? Đó, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi. Nhẫn này em tặng anh rồi. Hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Hòe cái chiếc đi, hòe cái chiếc đi rồi. Đó. Trời, thấy muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình. Con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. Cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. Cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy. Trời rồi. Quá với trời rồi. Trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa. Người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chị, anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Là em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Vì bây giờ bọn em là thứ nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Em nhiệt tình hơn, em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ hôm nay đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào. Thế em cầm cái em gì cầm trên cái tay? Sao hôm nay nhân cái cơ hội gặp mà hai MC ở đây thì lời đầu tiên thì em xin thay mặt cho cái cộng đồng nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài xin cảm ơn các MC vì cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận vì những cái chương trình truyền hình rồi những cái tiểu phẩm của anh chị đã góp phần làm cho cái cuộc sống của bên em trong những cái ngày tháng mà lao động vất vả thì có thêm một cái món ăn tinh thần để mà cuộc sống nó bớt đi những cái nỗi nhớ quê hương. Em thì có một thời gian dài vậy sống và làm việc tại Angola. Xa quá hả? Angola. Trên tay đây mọi người rất là quen thuộc. Đây là cái biểu tượng mô hình cột mốc Trường Sa. Và nó cũng chính là cái điểm đến, điểm kết tinh, điểm gặp gỡ nhân duyên của hai vợ chồng em. Và sau khi về thì bọn em cũng, hai vợ chồng cũng đã phát tâm thành lập một cái quỹ để kêu gọi bà con ủng hộ và hỗ trợ để cùng vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và cũng thay mặt cho các anh chị em trong cái dự án Hành Trình Của Trái Tim thì cũng để tặng, thông qua hai MC để tặng chương trình, và cũng mong là thông qua chương trình thì các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ, người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ có cái tinh thần yêu nước và sẽ chung tay để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Anh hiểu rồi. Em xin cảm ơn chị. Xin thôi chị đại diện chị nhận đi. Rồi em xin cảm ơn em. Chào chị. Cảm ơn lại. Cảm ơn món quà rất ý nghĩa này của hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính thức của chương trình Vợ Chồng Son. Vâng. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân. Hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Cái công ty của tôi thì cũng lấy cái tên nó cũng gắn với biển đảo, đó là Hoàng Trường Media. Anh Quân bao nhiêu tuổi? Hiện nay đang ở đâu? Dạ, hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Ủa nhưng mà lúc đó là
là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa, thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đấy em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Dạ em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy, thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn, và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Và sau đó thì các bạn là đi trong suốt cái chuyến đó thì bao lâu? Thông thường ạ, mỗi cái chuyến mà đi Trường Sa thì là sẽ đi từ khoảng 9 đến 10 ngày. Wow, như vậy là 10 ngày tiếp cận. Tức là mà nhau. Cái 10 ngày đó nó lại có những, thực ra nó lại có với những các anh chị mà bận rộn á, thì sẽ rất là khó. Nhưng đối với bọn em thì với hai là với người mà có mục tiêu như em á, thì nó lại rất thuận lợi, vì 10 ngày đấy gần như là sẽ không có sóng, không có một phương tiện nào liên lạc với bất cứ người thứ ba. Chỉ có gặp nói mà nói thôi. Đúng không? Tức là giao tiếp bằng cái phương thức như ngày xưa luôn ạ. Chào, và muốn gọi cái gì thì phải lên cái loa của sở chỉ huy á, là nó sẽ gọi là chị like lên phòng 501 có cán bộ gặp, hoặc là anh Quân lên này gặp. Thế thành ra vì em lại được phân công vào cái tổ phóng viên ở trên tàu, là cuối một buổi hành trình thì bọn em sẽ cập nhật các thông tin ở đảo. Bình thường ở ngoài như này giọng của em rất là chua, nhưng mà khi mà vào phát thanh và phát sóng các thứ thì trông nó cũng dịu dàng lắm, mà nó sẽ khác. Thế xong khi mà em bước ra khỏi cái phòng thu ấy, thì anh ấy bảo là này em, anh hỏi tí là lúc nãy em vừa phát sóng ở trên đấy. Vâng em. Mày không tin hả? Không tin. Thế xong rồi ông này ông nhượng là lúc ý là kiểu là rất là hâm mộ cái người ở trên sóng, nhưng mà nhìn thực tế thì kiểu hơi sốc nhiệt. Sao đó? Đúng không em? Sao lại vợ em lại nó sốc nhiệt? Nhìn vợ em rất là duyên dáng luôn. Đúng không? Đúng không? Mà thì vợ em thì có thể là lúc đấy mình không có tỏ bày cái cảm xúc của mình, là mình ai đi nói duyên dáng chưa chi đã khen mình cũng bình thường thôi. Nhiều khi nó chỉ làm được cái cảm giác dễ mến rồi thân thuộc rồi gần gũi hơn. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai. Chẳng nghĩa là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý, chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều cái cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó. Nghe em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu. Thế anh bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Cơ hội chia đều cho tất cả. Em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh ba phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng.
Anh không nên đi tìm một phương án khác. Vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài. Làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư. Tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền á, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy là em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Ừ. Ồ, vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. À đúng rồi. Okay, là em lại về, xong cái chuyến này lại đi. Xong là thời gian là đi qua bạn. Xong em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Gia đình hai bên có đồng thuận để cho hai bạn quen nhau không? Gia đình bên em thì em không có dẫn đồng chí này về nhà nhiều. Không dẫn về một ngày nào. Trước luôn. Khi quyết định lấy nhau là mới dẫn về. Và em muốn biết nhà ông to, ủa to vật vã to lắm thì luôn. Nhà ở đâu? Em mà biết thế em còn tấn công sớm hơn. Nhà ở Cầu Giấy Hà Nội. Cầu Giấy Hà Nội. Bố mẹ em thì cũng nói, tất nhiên các cụ sẽ nói là con đã đi. Vợ em nó nói nó trúng số. Em nghĩ là đúng là cứ đam mê á. Rồi vận may nó sẽ tới. Đúng thật sự luôn ạ. Vì em 87, đồng chí này 78. Hai cái số nó đã thất bát, bát thất rồi, là các cụ đã không thích. Các cụ đã thế sao rồi lại tuổi lại tứ hành xung. Đồng chí này thì cũng bày tỏ là bây giờ mẹ anh không thích em. Mẹ anh bảo là bọn mình không hợp tuổi, xung tuổi này kia. Thế em lại vẫn quan điểm cũ, em bảo anh 40 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn xem tuổi để lấy vợ cho anh à? Em bảo thế đấy, bảo thứ nhất mẹ anh chưa gặp em ngày nào, tại sao anh lại dám khẳng định là mẹ anh không thích em? Thứ hai là anh 40 tuổi mà mẹ anh vẫn còn lo là anh còn đi vợ còn phải đi bước nữa. 40 tuổi thì anh định đi bước nữa mà mấy tuổi. Em bảo thế. Em bảo bây giờ anh cứ đưa em về nếu mẹ anh đi. Nếu em vẫn tự tin. Em rất tự tin ạ. Hay quá. Vâng. Em... Cuối cùng thì bây giờ sao, tình cảm của mẹ dành cho cô bé vợ này sao? Khi ở thời điểm này em đang ngồi ở đây thì em có một bạn nhỏ, bạn lớn là 32 tháng, đang học mẫu giáo, mẫu lớp mầm non. Còn một bạn nhỏ là 5 tháng, em mới sinh 5 tháng rồi ạ. Mà một mình bà cân hai đứa cho hai vợ chồng đi vào đây 3 ngày rồi. Trời ơi, vậy hả? Bà, tức là bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà năm nay 75. 75. Và nữa là từ khi mà con bé đầu 8 tháng là nó ngủ với bà. Và sau khi mà bạn nhỏ kia 2 tháng là cũng ngủ với bà. Một mình bà cân buổi tối hai đứa và chúng là bây giờ là bà cân hai đứa luôn. Vâng, nhưng mà làm một trai một gái hay là như nào? Dạ, hai con gái. Của em hai đứa gái. Trời ơi. Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Lúc yêu không thấy là chắc chắn luôn, vì đấy, thực ra em cứ mọi người cũng thắc mắc là kiểu lớn á mà kiểu ý là bọn mày yêu nhau tận năm mà kiểu ý không đi nhà nghỉ á, thế nên không phát hiện ra điều này. Ủa ngáy to kinh khủng. Mà ổn là em sẽ không thể nào ngủ được. Nhưng mà cũng may là mấy đứa nhỏ nó ngủ với bà đúng không? Vâng. Cho nó ngủ với bố chắc cũng ngáy. May là em mặc dù kiên định, nhưng nếu mà có nhớ mà kiểu lúc đang yêu mà đi nhà nghỉ mà phát hiện ra ngáy thì chắc là em cũng say quên bài. May cho ông này ạ. Thôi nhưng mà cái ngáy đâu phải tật xấu đâu. Vâng. Xấu lắm. Cái đó là cái nỗi khổ của người đàn ông mình. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm với người rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Có gia trưởng không? Không gia trưởng. Vì bây giờ bọn em là thứ, nhưng là ở với ông bà nên em vẫn hay trêu là thứ trưởng thường trực. Có những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài rất là nhiều mà đôi khi bỏ quên gia đình hay không? Lại không có luôn, mà cái đấy là em nhiệt tình hơn. Em nhiều hôm đi nhậu 2 giờ ông này đến đón về. Xong ai cũng bảo em là ôi sao mày phải nhân giống vội chồng mày, sao chồng mày nó xuất sắc thế, nó hoàn hảo thế, không có lỗi gì luôn ạ. Thế là chúc mừng em đó. Nhưng mà là chăm con không? Có biết chăm con không? Có chơi với con hay không? Em chỉ cần nói chi tiết này thôi nhá. Lại khen. Em sinh hai đứa mà em còn không biết cái mới sinh á, là có cái miếng dán bỉm á. Em cũng không biết đặt nó vào chiều nào mà ông này ông ra ông làm luôn. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Vợ em thì cái công tác báo chí thì
thường là làm lệch giờ và đi về khuya về tối. Rồi có những cái dự án dài ngày thì nói chung là mệt mỏi, thì sau này các cái bạn bè sẽ tổ chức những cái cuộc hội ngộ với nhau, thì tất nhiên là cũng có các kéo em đi. Thì vợ em rất muốn em hiện diện cùng với các bạn bè. Cũng có lần thì cũng uống rất tới mà sau đó em đưa về. Vợ em thì có một cái là vợ em là các em chưa hài lòng á, ưu tú trong nghệ thuật sắp đặt tại gia đình. À, chắc là nó ngược lại, tức là hơi bừa bộn đúng không? À không, em cũng không, em không định nghĩa giống anh mà nhiều khi nó phải định nghĩa không ngang nắp đúng không? Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy cũng là có cái thói quen thời gian dài ở xa bố mẹ gia đình, và mọi thứ nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Trường phái trừu tượng. À, trường phái trừu tượng, đấy là... Đấy chị thấy không? Ông mô phạm mức độ mà kẻ xấu vợ ông phải nói lòng vòng. Suốt ngày ông ấy bảo em là sao quần áo cứ để lên cái bàn làm việc của anh thế? Sao quần áo cứ vứt ra đây thế? Con cái nó lớn rồi thì nó học theo con bảo gái mà. Thì anh dọn vào làm mẹ sao đâu mà có bị ý kiến lắm, thế là sau này là con gái học theo là chết em. Chết em đấy. Em phải làm ba gấp 3 lần á, đúng không? Rồi nấu nướng, nấu ăn thì sao? Vào bếp, khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu vợ em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nói cho bà bữa. Mặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy của gia đình, ngon, nóng, sốt. Rồi vợ chuẩn bị những cái thứ mà cho con cái để mà bé được trưởng thành một cách tốt, và cũng như là để đến trường mọi thứ chuẩn bị tốt chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy, không có gì cả. Cô nghe không cô like. Đấy, cô nghe không cô like. Cô về cô like thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết, rất yêu thương, chồng thì rất là đảm đang tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý đúng không? Là hơi ỉ lại một tí, là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son, thì con có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh cũng được. Rồi, em xin phép hãy chị xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này, chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng bèo cũng phải 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì cũng phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Là em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn anh, nhà cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sửa đi. Em sửa. Trời. Em sẽ sửa. Cảm ơn chương trình Quân với Đài nhé.